Hello anh em, bữa nay mình sẽ làm một cái đơn giản, mình dùng triad là Bamba nốt để mình solo, thử coi nó như thế nào bạn. Mình không cần, không nhất thiết là solo gì, mình chỉ là cái ý tưởng để solo thôi, ha bạn ha. Thì đánh ngay đây đi cho nó ngay giữa giữa cái video ha. Này là gì đây? Rê đi ha. Thì mình đánh 1 4 5 đi cho gọn ha. Mai mốt mình sẽ đánh trộn nhiều thứ nhưng mà trước giờ mình cứ đánh 1 4 5 chứ cho nó gọn chứ cái đã. Thì nếu mà một ngay đây thì là rê ngay đây. Nếu mà các bạn giỏi vâm ba nốt thì các bạn sẽ biết nhìn ra 1 4 5 liền. 1 4 đâu ta? Đúng ta? Đúng rồi. Một nè, bốn nè, năm thì là nè. Rê này, rê mi fa son son này, la này. Nhưng mà mình không muốn di chuyển, mình đánh một vị dây thôi, thì mà mình chỉ đánh trên 3 dây này thôi, nhớ bài nha, triad mà 3 dây thôi, 3 dây này thôi ha. Thì cái năm năm là năm là la 7 đúng không ta, là la la la. Rồi, ngay đây bà. Ok. Vậy nếu mình đánh cho nó gọn, mình đánh như này bạn. 1 nè. 4 nè. 5 nè. 5 thì mình chỉ đánh là 1 nè, 5 với lại 7 thôi. Mình không đánh 3. Nhưng mà mình nên đánh 3. Thì nếu 5 đây thì 3 đâu? Này là la 7 nè bạn. La 7 trên 3 sợi dây này nè, 3 sợi dây này nè nha. Thấy không ta? Thấy đường không ta? La 7 trên 3 sợi dây này nè. Làm lại nha. Rê Rê mi fa vậy nếu mình biết vậy thì mình solo làm sao? Hôm nay mình không có muốn di chuyển cái tay nhiều, phải không ạ? Mà cái video này mình sẽ ráng làm ngắn, không di chuyển tay nhiều thì mình biết là mình sẽ dùng âm dài rê trưởng cộng với ba với cái triad này, nhìn các bạn nhé. Để mình đánh solo ngẫu hứng cho vui ha. Thì bắt đầu bây giờ mình đánh đô. Mình không muốn đánh xa quá, mình đánh ngay đây thôi. Ok bạn ha, mình chỉ đánh như là re mi fa son này về 7. Này là này này là 3, này là 5, này là 6. Xong mình nhìn bật nó bạn ha. 1 nè, 4 nè, 1 3 nè. 4 nè. 5 nè. Ok. Bạn vậy trong mình muốn đánh đờn giỏi á, khi mình bấm một cái triad mình phải đánh được cái âm dài xung quanh đó bạn. Nếu bạn chưa đánh được đừng có lo, đừng có nghĩ là mình không đánh được, mình tập thôi à, nó có gì đâu. Thì mình biết là một nè, mình được nhiêu đó rồi ha, 1 2 3 4 5, mình biết ở trên đó là 5, sau nó là 7, 5 5 6 7 8. Ok bạn. Ok, ngon rồi đó ha, đánh được rồi đó. Ok, vậy bây giờ mình đánh à. Ví dụ như mình đang đánh ở đây rồi mình qua đây ha. Qua đây.
nhấn những cái nốt. Khi mà muốn qua đây mình nhấn ba nốt này, tạm thời vậy đi các bạn nha. Mình có thể nhấn nốt khác nhưng mà mình tạm thời vậy đi. Đừng có mình chưa có làm gì cao sang á. Đây là nấu cơm thôi ha, nấu cơm thôi. Chưa kho thịt, ok. Ok. Mình dùng cái app hồi lâu mình hay xài, hoặc là bạn bật bật cái kiếm kiếm cái backing track nào, mình bật cái này lên, mình đánh re qua son qua la 7, mình để 75 thôi cho nó 75 thôi cho nó chậm ha, nó nhanh quá mất công lắm. À, vô re này, mới đầu mình đánh chín nốt đó, son là rê, son, đó mới đầu bằng vậy thôi mà, đừng có gì hết, đừng có gì mà ghê gớm lắm ha. Kiểu như mình solo một hai nốt thôi bạn ha, đừng có lo ngại. Giờ lại re này, mình cho nó loop luôn đi, loop vòng vòng luôn, là cứ tới lui vậy một, cho nó mình đánh 3 phút nữa mình tắt cái video này, các bạn có khái niệm đó rồi ha. Mình loop nó cái cho nó vui nha. Ok, 3 4. Mình bị chặt nhịp một chút tại vì cái tay mình nó chưa nhuyễn các bạn. Cái tay mình nó phải nhuyễn rồi khỏi bị chặt nhịp nha. Vô lại ha. Giờ là vô lại re nè. Mình đánh nốt re thôi.
mình có thể để tắt cái này đó. Mình có thể ngồi mình đánh vậy hoài hoài hoài, không biết chừng nào mới hết luôn cũng được, mà các bạn nắm lại khái niệm đó, nắm lại cái đó để mình tập cái đó nó vui lắm mà. Lỡ chị có thể là mình không dùng nhiều lắm, nhưng mà lâu lâu lỡ mình cần làm cái gì đó, như ví dụ như mình đánh nhạc chung với ai đó, người ta đang đánh gì đây, người ta đánh vậy để người ta hát, người ta đang hát á, cái mình á, mình đánh 2 giây thôi lộn, vui lắm. Ok, cảm ơn bạn nhiều.